Trong cái mô hình này thì chúng ta chỉ nhớ thế này thôi ạ. Cứ có hại cho họ, dứt khoát không làm. Tuyệt đối không bao giờ làm phần này. Cứ có hại cho họ là không làm. Và nếu mà chúng ta đạt đến cái trình độ là có hại là không làm, thì chúng ta đã nâng cao cái năng lực nhận thức của chúng ta lên rất là nhiều. Từ suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, dẫn đến hành động và dẫn đến kết quả. Như vậy chúng ta sẽ thấy ở đây có một câu nói khác: phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Ngày hôm qua chúng ta đi tìm hiểu cái câu hỏi là phát triển bản thân có nghĩa là gì. Phát triển bản thân có nghĩa là thay đổi hệ thống suy nghĩ ở bên trong. Hệ thống suy nghĩ này nằm ở bên trong đầu bạn. Có rất nhiều thứ ở bên trong, chúng ta gọi nó là hệ thống suy nghĩ. Và để thay đổi được tất cả những cái điều này, tôi mong các bạn từ nay khỏi cần phán xét nó sai hay đúng. Hãy phán xét nó theo góc độ như sau: là thiệt hại hay có lợi. Đừng phán xét vào những hình mẫu đúng và sai, mà hãy xét vào việc lợi hay hại. Đem lợi hay hại chia thành 4 thứ sau đây. Ở trên này là có lợi, ở dưới này là có hại, và chia thế giới này thành 4 phần. Bên này là ta, bên này là họ. Có lợi cho ta mà hại cho họ thì có làm không các anh chị? Đây, chính là thế này đây các anh chị. Bất kỳ cái gì có hại cho ta, có hại cho ta mà lợi cho họ, có làm không? Có làm không? Nghe lại này. Có hại cho ta mà lợi cho họ, có làm không? Ai nói không giơ tay lên. Hại cho ta, lợi cho họ, không làm. Thế lấy ai đi hiến máu cho các cụ? Hả? Lấy ai đi làm từ thiện hả các cụ? Lấy ai tổ chức cái chương trình gần như miễn phí này cho các cụ học? Lấy ai mà tổ chức chương trình miễn phí cho mấy ông dưới kia học? Vậy hỏi lại này, thiệt cho ta mà lợi cho họ, làm không? Có lúc làm, có lúc không. Có lợi cho ta mà hại cho họ, làm hay không nào? Có làm không? Đúng rồi, lợi cho ta mà hại cho họ là dứt khoát không làm. Như vậy là cái trục này là bỏ nhá. Rồi, thế bây giờ mà lại có hại cho ta mà có lợi cho họ thì có làm không? À, được rồi, lúc làm lúc không. Lúc làm lúc không. Có lợi cho ta thôi mà chẳng hại chẳng ích cho ai cả, có làm không? Cái gì đây? Cái việc gì đây? Việc gì ở đây đây? Ví dụ. Ví dụ đi. Làm gì? Đúng rồi, học, gì nữa? Chạy bộ, gì nữa? Ăn, đúng rồi, ôi, thằng Phong này hay thật đấy. Ăn, đúng rồi, gì nữa? Ngủ. Được, trời, cho nó vào còn có lợi đi. Tôi thấy ngủ nó thuộc về nhóm có hại. Gì nữa? Cười. Cười thuộc nhóm nào? Cười nằm đây. Vừa có lợi cho ta, vừa có lợi cho họ. Thế sao anh em tiếc nụ cười? Cười to lên nào. Giơ ngón tay này, giơ ngón tay. Thọc lét sang bên cạnh này. Lợi cho ta và lợi cho họ là việc dứt khoát phải làm. Thế bây giờ hại ta hại họ có làm không? Hại ta hại họ ví dụ như nào là? Mình vẫn có việc hại ta hại họ mà vẫn làm đấy. Hả? À, nó vào những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như ôm bom Ba Càng cảm tử quân. Đúng không? Anh hùng lấp lỗ trong mai lấy thân mình chèn giá pháo, hay là lấy thân mình làm giá súng. Đấy, nó có những câu chuyện như vậy cơ mà. Thì hại ta hại người có làm không? Nghe có hết cả người vào. Những cái tình huống đặc biệt này thì chúng ta không đưa vào mô hình này để xử lý được. Bởi vì hại ta hại họ nhưng mà lại có người khác có lợi thì nó trong cái chiều thứ ba rồi. Đó là dân tộc, là tổ quốc, thì những cái đấy nó lại nằm ở cái chiều khác. Nó không đưa vào cái mô hình này. Nó sang cái mô hình ba chiều là cái người khác nữa. Rồi, cho nên ở trong cái mô hình này thì chúng ta chỉ nhớ thế này thôi ạ. Có hại cho họ, dứt khoát không làm. Cái phần này
cứ có hại cho họ, dứt khoát không làm. Nếu tuân thủ được cái điều này là được. Nhớ cái nguyên tắc như vậy, tuyệt đối không bao giờ làm phần này. Cứ có hại cho họ là không làm. Và nếu mà chúng ta đạt đến cái trình độ là có hại là không làm, thì chúng ta đã nâng cao cái năng lực nhận thức của chúng ta lên rất là nhiều. Ví dụ như này, mình gây hại cho người khác, nhiều khi mình không để ý nhưng mà mình có thể gây hại cho người khác. Ta lấy ví dụ như một cái việc đơn giản thôi, vượt đèn đỏ giao thông. Thì bên cạnh cái việc là các quy tắc, các trật tự xã hội bị xâm phạm, pháp luật bị xâm phạm, nhưng mà nó gây hại cho những cái người khác khi tham gia vào giao thông. Thế tôi lấy một cái ví dụ khác để cho anh chị em nhìn trong cái đoàn dẫn xe của tôi. Ví dụ như ở trên cao tốc nó có 3 làn xe, thì tôi sẽ dẫn đoàn của tôi chạy ở làn xe số 2, trừ cái làn số 1 ra, cho ai muốn vượt thì vượt. Vì đoàn xe của tôi với tốc độ nó cũng không phải là tuyệt đối maximum 100 như hôm qua tôi chia sẻ với các anh chị. Cái thứ hai, đoàn xe rất là dài và có thể ảnh hưởng, cho nên cái làn khẩn cấp là dứt khoát không đi vào. Gần đây Hà Nội đang xử phạt rất nặng cái làn khẩn cấp, ai đi vào kệ người ta, dứt khoát mình không đi vào. Thứ hai là dứt khoát mình không đi ra cái làn 1, trừ khi mình vượt thì mình mới đi ra làn 1. Thế thì ở làn 1 pháp luật quy định là đây là làn xe có tốc độ cao nhất, nhưng trên thực tiễn rất nhiều người mới lái xe và chưa có ý thức về việc này, họ đi xe nhỏ, lái yếu nhưng vẫn chạy ở làn 1. Xe sau có còi mấy còi cũng không được, và thế là họ phải để cho xe đằng sau vượt ở trong làn trong. Đặc biệt là đường cao tốc Nội Bài. Cái đường cao tốc Nội Bài này là nhiều tay mơ lái nhất, tức là vì nó là lâu lâu có xe đưa người nhà đi ra sân bay cho nó oách ấy, thì là lúc họ quay trở về hoặc họ đi thì họ chạy không hết tốc độ, nhưng mà họ lại cứ chắn cái làn tốc độ. Cho nên là ở làn cao tốc Nội Bài là một cái làn xe rất đặc biệt, làn ngoài là chạy 90, làn trong, làn giữa là chạy 80, làn trong cùng thì lại chạy 60. Thế nhưng mà khi mà họ chạy 80 thì họ lại cứ chạy cái làn 90, thì khiến cho những người vượt xe họ lại phải chạy vào làn 80 để họ vượt 90. Như vậy là họ đang gây hại cho người khác. Dù cái việc của mình là không có cái gì cả, mình tưởng không làm sao cả, nhưng mà thực tế mình đang gây hại cho người khác. Mình chiếm giữ cái làn xe của họ. Cho nên là ở đây khi mà chúng ta tham gia vào giao thông, bạn lần sau nếu có điều kiện mua ô tô, như anh em nào mua ô tô rồi thì biết cái điều này rồi, không phải nói. Nhưng nếu bạn sau này mới lái mà đi ô tô thì cứ chạy làn 2, không giữ làn 1. Đây là một cái nét văn hóa mà tôi học được khi tôi sang Mỹ đấy. Tôi thấy là như này nhé các bạn nhé, nó chạy ở cái làn xe sát mình là người đi bộ ấy, mà nó chạy xe mình nó vèo vèo. Ở Việt Nam thì nó sẽ không chạy như vậy mà nó sẽ chạy tít ra cái làn ngoài. Thế thì tôi mới thấy rằng là mình chạy, mình đi ở cái làn mà mình đi bộ xuống cái làn xe đạp. Đúng rồi, thôi tôi đi bộ xuống cái làn xe đạp, tôi thấy xe ô tô nó cứ chạy sát tôi, vèo vèo. Thế tôi rất là ngạc nhiên và thấy điều này, thế là tôi phải thay đổi lại cái nhận thức của mình. Hóa ra là bọn nó chạy thì nó không bao giờ nó đi ra cái làn mà mình hay gọi là cái làn sát, làn giữa đấy, cái làn mà sát ngoài cùng ấy, cái làn đấy của nó chỉ dùng để vượt, sau đó nó lại quay về luôn. Thế tôi đi cái xe của ông già bạn tôi bên ấy, ông ấy cũng lái như vậy, chỉ khi nào chui vào cái làn đấy thì vượt, xong nó lại quay về cái làn bên trong này, cái làn ngoài cùng, tức là cái làn cao tốc ngoài cùng, bao giờ cũng chừa ra. Nếu mà không vượt, không có ý định vượt thì chừa cái làn ngoài cùng. Tôi mong các anh chị sau này đi xe cũng làm như vậy, còn thiên hạ kệ người ta. Như vậy là mình không gây hại người khác. Anh em chỉ cần nhớ như thế này, không gây hại là làm. Thế thì bây giờ không gây hại cho ai? Không gây hại cho người khác, không gây hại cho chính mình thì là tầng vị kỷ. Không gây hại cho những người anh em xung quanh mình thì ta gọi là vị chủ. Không gây hại cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thì ta gọi là vị thế giới. Tất nhiên là trong vị thế giới nó có nhiều suy nghĩ, nhưng có một cái suy nghĩ là không gây hại. Thì tôi lấy một cái ví dụ thế này. Đang chạy ở trên núi, trước mặt mình có con giun, nó quằn quại trên đường. Thế bây giờ theo các anh chị em, mình mà bước dài lên thì nó có thể hụt hơi của mình, hay mình dẫm vào con giun, hay là mình bước qua con giun. Trên thực tiễn anh em không nhìn thấy con giun, nhưng mà đối với tôi thì tôi nhìn thấy con giun và tôi nghĩ rất đơn giản thế này. Con giun này nó có thể giúp cho chuyển hóa chất mùn ở đây để làm tốt cho khu vực rừng này. Thế là tôi dừng lại, tôi cứu con giun. Đấy, việc rất đơn giản vậy thôi. Đầu tiên là tôi không cứu con giun nữa chứ. Nhưng mà cái việc ấy nó cứ ám ảnh tôi ở những bước chạy tiếp theo. Nó cứ ám ảnh tôi là tại sao tôi đã không dừng lại để cứu con giun. Nhỡ đâu nó nằm ở đường, nó bị thằng khác xéo chết thì sao? Hoặc là nó không đủ thức ăn, nước uống, rồi con giun nó chết thì sao? Nhưng mà tôi lại tự an ủi là thôi, đất và trời nó có thế thì nó thế thì xong rồi, không sao hết.
Nhưng mà cái việc con run nó cứ xuất hiện như thế, nó cứ ám ảnh tôi, nó cứ lòng quằng trong đầu của tôi, nó làm tôi áy náy. Việc của mình là đang chạy bộ trong rừng mà bây giờ mình gặp con run nó áy náy như vậy thì nó ảnh hưởng đến kết quả của mình. Thế là lần sau tôi thấy con run, tôi dùng cái cây gậy của tôi, tôi gẩy con run vào bụi rậm. Nhưng mà tôi gẩy thế nào là con run nó đứt đôi. Tôi quên mất gậy của tôi là cái đầu của nó là rất sắc và bằng thép, để nó bám đá mà nó xuyên vào đá, nó đứng vào đá mà. Thế gậy nó đứt đôi, nhưng mà mình vẫn đang phải chạy, thế nên mình chạy luôn. Thì lúc ấy nó dẫn đến cảm xúc là còn tiêu cực hơn là mình đang giết chết con run. Nhưng mà mình lại nghĩ là mình nghĩ trong đầu kiểu an ủi kiểu AQ cho nó đỡ đau khổ ấy. À thôi mình chia thế này là mình sẽ tạo thành hai con run rồi. Không biết có đúng không, nhưng mà thấy ngày xưa bảo lấy chặt run ra, nhưng mà ngày xưa tôi có chặt run ra xong rồi tôi cho đất để nó lên là con run khác ấy, nhưng mà nó cùng nó chết hết chứ nó không lên được. Thế thì sau đó thì mình lại nghĩ là thôi cho thành hai con run mình chạy tiếp. Lần thứ ba mình thấy con run, nhưng mà lúc này con run thì nó nhảy lên trên cái đường bê tông ấy thì nó chết khô rồi, và xung quanh thì có những con kiến nó đang không phải chết khô mà nó cứ nhảy, nhưng mà có mấy con kiến nó đang cắn nó. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ mình cứu con run hay là mình giết con kiến, có đúng không? Chuyện này nó chuyện rất băn khoăn của một cái người mà vị thế giới đấy, nó rất băn khoăn là bây giờ mình mà cứu con run thì mình làm chết con kiến. Thế tôi mới nghĩ lại trong cái phim Thế Giới Động Vật ấy, là khi người ta vào rừng người ta quan sát thế giới động vật ấy thì người ta kệ con sư tử nó bắt con hươu, chuyện đấy là chuyện của quy luật muôn loài, nó là chuỗi thức ăn của nhau nên mình kệ. Thế là từ đấy trở đi tôi thấy rằng là mình không dẫm vào con run là tốt cho nó rồi, còn cái việc con run nó lựa chọn nó bò trên đường đấy là việc của nó. Và từ đấy trở đi tôi thấy rất là nhiều run bò trên đường bê tông, tôi cảm thấy rất bình an và kệ nó thôi, đó không phải việc của tôi. Tôi trở nên thờ ơ và tôi sống cuộc sống của tôi kệ, thế là thôi, từ đấy tôi không thấy con run nữa. Mình cứ tưởng mình làm tốt, mình tốt cho con run nhưng mình lại đang hãm hại con kiến. Thì đấy là những cái chuyện nó vớ vẩn trong cuộc đời, nhưng mà nó gây cho tôi một rất là nhiều những cái xáo trộn tâm lý ở bên trong. Và tôi thấy câu chuyện đấy thì nó cũng tôi thấy thì nếu mà tôi mới nghĩ về nhà, tôi mới nghĩ rằng là mẹ thế thì mấy ông mà bắt run cho gà ăn thì mới bảo bắt run đi câu cá thì tội ác đầy trời à. Thế tôi thấy thế là những ông đấy không có ác thì tôi mới là thần tiên thôi, tôi sướng rồi thì kệ thôi. Thế là ít nhất là tôi cũng có cái suy nghĩ là run với kiến, thế là tôi cảm thấy bình an bên trong, thế là tôi bỏ qua tất cả những chuyện đấy và kệ cuộc đời. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái.